Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 11 tháng 7 của Game Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính cho bản tin ngày hôm nay. Sau thông báo gây sốc rằng Ronaldo có ý định rời Manchester United, anh đã được nhiều câu lạc bộ trên khắp châu Âu săn đón. Một trong những đội bóng được nhắc đến liên quan đến động thái chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha là Paris Saint-Germain của Messi. Hai siêu sao đã duy trì mối quan hệ đối thủ, ganh đua lớn nhất trong thế giới bóng đá kéo dài nhiều năm và Lionel Messi được cho là muốn giữ mối quan hệ theo cách đối thủ chứ không phải đồng đội. Ngôi sao người Argentina được cho đã đe dọa sẽ rời Paris Saint-Germain và trở lại đội bóng cũ Barcelona nếu đại gia thành Paris ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo. Vẫn còn phải xem liệu câu lạc bộ thủ đô Paris có chú ý đến những lời đe dọa của Messi hay không. Nhưng việc các ông chủ người Qatar không ngại tốn kém để mua về toàn ngôi sao cho đội bóng của mình là có thật. Trong vài năm qua, Paris Saint-Germain đã lấy rất nhiều cầu thủ giỏi mà tiếc cho họ chưa một lần trở thành ông trùm châu Âu. Viễn cảnh được chứng kiến Messi và Ronaldo thi đấu chung trong môn thể thao này có thể quá hấp dẫn đối với gã khổng lồ ở Paris và giải đấu Ligue 1 của Pháp cũng sẽ có được sự gia tăng về lượng người xem và đây có thể là một động thái phục vụ cho tất cả người dân theo dõi bóng đá Pháp. Theo những thông tin mới nhất từ tờ AS, Phil Foden sắp ký vào hợp đồng mới có thời hạn 6 năm với mức lương 12 triệu euro mỗi mùa. Con số này sẽ giúp chân sút người Anh kiếm được mức thu nhập cố định ngang với Haaland, tương đương với 200.000 bảng mỗi tuần. 6 tháng trước, The Citizen đề nghị ra hợp đồng với mức lương 150.000 bảng một tuần, nhưng Foden từ chối. Sau nửa cuối mùa giải 2021-2022 bùng nổ, vị thế của Foden được nâng cao, tài năng trẻ người Anh ra sân tổng cộng 45 trận trên mọi đấu trường, trải qua 3.184 phút trong Man City của mùa giải vừa qua. Tiền vệ sinh năm 2000 ghi 14 bàn và đóng góp 11 pha kiến tạo, giúp đội chủ sân Etihad bảo vệ thành công danh hiệu Premier League. Foden đa năng và chơi hay ở mọi vị trí trên hàng công. Đôi khi, anh xuất hiện bên cánh trái, lúc thì chơi như một tiền vệ trung tâm và làm tốt cả nhiệm vụ đóng vai trò một số 9 ảo. Thời điểm này, trang Transfermarkt định giá Foden lên tới 90 triệu euro. Manchester United có thể chuyển sự chú ý trở lại với tiền vệ Ruben Neves của Wolves sau khi bị Frenkie de Jong của Barca từ chối. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã gợi ý rằng cầu thủ 25 tuổi đang nằm trong tầm ngắm của Manchester United vào mùa hè này. Tờ The Sun đưa tin hồi tháng 5 rằng Manchester United đã sẵn sàng chiêu mộ Neves vào mùa hè này sau khi theo dõi anh trong 12 tháng qua. Neves chỉ còn 2 năm trong hợp đồng tại sân Molinor, nhưng Wolves đang muốn gia hạn với anh. Tiền vệ này đã gắn bó với bầy sói kể từ khi gia nhập từ Porto với giá 15,8 triệu bảng vào mùa hè năm 2017. Anh đã ra sân tổng cộng 212 lần cho Wolves, ghi được 24 bàn thắng. Nếu bán Neves vào mùa hè này, Wolves sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể từ khoản phí mà họ đã trả cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. Đầu năm nay, bầy sói đã đưa ra mức giá 70 triệu bảng cho tiền vệ này, nhưng các báo cáo khác nói rằng Wolves có thể yêu cầu tới 100 triệu bảng. Theo Daily Star, Arsenal đang lên kế hoạch tạo nên một trong những bom tấn đình đám nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2022 với mục tiêu là N'Golo Kanté. Huấn luyện viên Mikel Arteta và giám đốc bóng đá Richard Garlick xem Kanté là giải pháp để giúp Arsenal có khả năng đua tranh danh hiệu mùa giải 2022-2023. Sau những màn trình diễn đỉnh cao, vai trò của Kanté giảm trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chủ yếu là vì chấn thương. Đây là lý do khiến Chelsea chưa có ý định gia hạn hợp đồng với Kanté. Bản hợp đồng hiện tại của anh chỉ còn 1 năm, kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Chelsea buộc phải lắng nghe tín hiệu từ Arsenal nếu không muốn mất trắng cầu thủ 31 tuổi này vào năm sau. Chuyển sang Arsenal, dù không được tham dự Champions League, có thể tạo bước ngoặt quan trọng cho Kanté trước thềm World Cup năm 2022. Anh sẽ không phải thay đổi về môi trường sống khi tiếp tục ở lại London. Tại Arsenal, cầu thủ người Pháp chắc chắn sẽ trở thành nhân tố chủ chốt để huấn luyện viên Arteta xây dựng chiến thuật. Theo nhiều đồn đoán từ các trang báo uy tín, huấn luyện viên Xavi đang muốn đưa ngôi sao giàu kinh nghiệm của Chelsea là Cesar Azpilicueta về Nou Camp. Được biết, Azpilicueta đã lên kế hoạch rời Chelsea để tìm kiếm cho mình một biến đỗ phù hợp hơn. Về trường hợp của Azpilicueta, cựu cầu thủ Marseille đã đề nghị ban lãnh đạo Chelsea để anh rời đi. Điều đó mở ra cơ hội cho Barca, nhưng họ phải đáp ứng mức phí chuyển nhượng từ phía The Blue. Cụ thể, nguồn tin từ Standard chia sẻ Chelsea hét giá 7 triệu euro cho Barca, gã khổng lồ xứ Catalan. Chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về yêu cầu của đội bóng London, nhưng phí chuyển nhượng không phải rào cản duy nhất ngăn Blaugrana mua người. Azpilicueta hiện nhận lương 11 triệu euro một mùa giải trước thuế. Barca có thể trả cho ngôi sao người Tây Ban Nha mức thu nhập tương tự để sớm hoàn tất thương vụ. Mới đây, Manchester United chuẩn bị công bố bản hợp đồng thứ 3 trong mùa hè này, không phải De Jong, Lisandro Martinez hay Anthony, mà là thủ thành Chacosa từ câu lạc bộ Lazio. Albania năm nay 27 tuổi,
anh đã có 7 năm chơi bóng cho Lazio và có khoảng 1 năm cho mượn tại Salernitana. Ra sân tổng cộng 175 lần và có thành tích 41 trận giữ sạch lưới. Chacosa đã chính thức hết hợp đồng với Lazio vào mùa hè này và đội bóng Italia quyết định không ra hợp đồng với thủ môn này. Chính vì vậy, Manchester United đã nhân cơ hội để ký hợp đồng với thủ thành người Albania với dạng chuyển nhượng tự do. Theo Mirror Vogo, cả hai bên đã đạt được những thỏa thuận cá nhân và sẽ có buổi kiểm tra y tế vào tuần tới trước khi chính thức là người của Quỷ Đỏ sau chuyến du đấu của câu lạc bộ. Đây là bản hợp đồng mang tính chuyên môn khi Manchester United vừa để Dean Henderson ra đi vào mùa hè này và Lee Grant đã giải nghệ. Chacosa nhiều khả năng cùng Tom Heaston trở thành phương án dự phòng cho De Gea và sẽ có cơ hội bắt ở những trận đấu cúp. Bản tin bóng đá sáng ngày 11 tháng 7 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.